Giờ hiện tại Hà đang ở Cù Lần Forest, là rừng Cù Lần ha. Ở đây là Bi Đúp núi Bà, là trong rừng Bi Đúp. Hôm nay mình sẽ leo núi để mình đi xem cây thông hai lá dẹt. Thì nghe nói là cây này rất là đặc biệt, và đặc biệt như thế nào thì mình vô đến đó thì Hà sẽ quay và kể câu chuyện về cây thông hai lá dẹt cho mọi người nghe nha. Đây là đội hình nhà mình nha. Nhô nè. Nhô. Yeah. Phía sau là bà ngoại Rio Cherry, còn phía trước đây là bà Hải. Đây, bây giờ mình sẽ đi vào trong rừng. Ở đây là rừng già nguyên sinh ha. Hai bà con đang đi phía trước, vừa đi vừa hát. Hello bà Hải. Mình đã sắp tới cái gốc cây rồi. Nhìn từ xa mình sẽ thấy cái cây rất là to ngay giữa rừng. Chính vì cái rễ của nó đã có hàng ngàn năm nên là xung quanh sẽ không có những cái cây nhỏ có thể sinh sôi được. Rồi, ôm bà này, ôm bà. Đây là cây thông hai lá dẹt. Xin chào cả nhà, và cuối cùng là Hà cũng đã tới nơi. Phía sau lưng Hà là cây thông hai lá dẹt, và Hà đang ở đây được gọi là đỉnh cổng trời. Đỉnh cổng trời ở đây thì cao 1.800m so với mặt nước, thì khí hậu ở đây rất là mát mẻ. Và cái cây thông hai lá dẹt này đã có từ thời tiền sử rồi, và hiện giờ chỉ có ở đỉnh cổng trời ở Lâm Đồng, Đà Lạt này thì mới có thể thấy được cái cây thông hai lá dẹt này. Và nó được gọi, được mệnh danh là sứ giả của thời tiền sử. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ khủng long thì cũng đã mất rồi, voi ma mút thì cũng đã không còn nữa, nhưng mà cái cây thông hai lá dẹt này từ thời tiền sử thì vẫn còn ở đây. Và mình có thấy tổ ong kìa. Có tổ ong hả con? Ôi, có cái tổ ong bự lắm kìa. Duy nhất cái cây này chỉ tồn tại ở Việt Nam thôi. Ở thế giới không có, ở Việt Nam mới có cái cây này. Đúng. Và tại sao gọi là cây thông hai lá dẹt? Bởi vì cái lá của nó sẽ như vậy nè. Cái lá nó sẽ có hai cái nhánh lên như vậy, giống như là hai cái lưỡi kiếm vậy đó. Bây giờ mình làm sao mà mình hái được một cái lá thông này để mình minh họa ha. Bởi vì cái cây này nó rất là cao luôn, và cái tán rất là lớn. Rất là quý ở chỗ là cả thế giới mới có một cái cây thông ở Việt Nam mình, và rất là nhiều người mong muốn. Là báu vật quốc gia của Việt Nam mình rồi. Đúng rồi con. Tại vì thiên thạch không có rơi trúng chỗ này. Đây là một cái nhánh của cây thông. Đây là cái lá cây thông hai lá dẹt đây. Ủa mẹ hả? Đó. Khi mà mình vạch ra, mình sẽ thấy đây nó có hai, cứ mỗi một lá của nó là sẽ có hai nhánh như vậy. Hai lá dẹp dẹp chứ không phải tròn. Lá dẹt á. Dẹt hay dẹp? Dẹt. Dẹt ra ngoài á, dẹt ra ngoài á. Mẹ ơi, sao cây này không có bự lên, cái cây này giống cây cổ thụ. Đúng rồi, nó bự mình như cây cổ thụ luôn á. Con thấy là nó bự nhất ở trong cái rừng. Con ôm thử coi, con lại cái đứng ôm coi hết vòng tay không? Mà cái cây này mấy nghìn năm vậy sao? Bằng con thấy bằng cây cổ thụ. Tại vì nó cao lên nữa con. Thấy không? Con thấy cái gốc nè. Gốc mình ngồi vượt tán so những cây khác. Cao 75m. Wow, 75m. Các bạn nào có vô đây á, nếu có ngồi nghỉ ngơi ăn uống á, nhớ dọn dẹp nha. Đừng xả rác nha. Đừng xả rác, bảo vệ môi trường. Đây là cái tán của cây thông hai lá dẹt ha. Mọi người nhìn gốc cây rất là đẹp nha. Và đây là rễ của cây nè, rất là nhiều. Khi nào các bạn có dịp đi Đà Lạt, Lâm Đồng, các bạn sẽ ghé đây thăm thử cây thông hai lá dẹt nha. Bây giờ mình đã ra được ở ngoài rồi, và hẹn gặp lại mọi người nhé.